Rồi, em xin chào nhà nha. Đây, chỉ quá xì quýt đi. Sẵn thì sĩ lên chỉ quá xì quýt luôn. Con này thì lịch rất là độc, lịch thượng nha. Lịch thượng nha. Lịch gốc 12 giờ kêu lịch thượng. Cọc số chấm bi. Nó độc, mặt đen bao công nha. Con này mới, này bản thép mà. Xì quá xì quýt dập hiệu nè. Mấy dòng này anh em chơi là biết là nó không có hàng nhái nha. Thương hiệu nó không bán cho ai nên không có hàng nhái ha. Bình hồng có xíu đây, không đáng kể nha. Không đáng kể, nay C3 được hết ha, nhưng mà hàng C cứ để nguyên vậy nè, tận độ mới cao, không cần C3 ha. Nấm nè, đính dính đính viên đá đen. Mặt sau vẫn là sweet mat ha, sweet mat. Nắp này mở cái thay pin ha. Cái phay xước mặt sau cũng đẹp, dây của nó chồng ha. Mặt chồng dây nè, phay xước. Đi, cái này chưa có vô cái gì em lắp lại ha. Gì em lắp cái dây lại ha. Rồi con này con sweet chuẩn thị sĩ nha. Xe ngang con này 37 đứng luôn là 42 mỏng này 106 nha. Dây con này còn được 18 ha, 18 đeo vừa y luôn nha, 17 dư được hai ngón, 18 đeo vừa ha. Khuyến cáo 17 năm đeo thoải mái, so với cái xe mặt này dây 17 năm mà cũng cũng thuộc dài rồi, chứ không có ngắn ha. Lên tay 7 nè, khóa nữa ha, quá chắc nè. Con này thì cọc số họ có dạ quang kim thôi, không biết có không hay là kim trắng thôi nha. Kim trắng thôi nha, tự nó kiểu dòng đơn giản mà chắc lắm. Bản full thép bóng lưỡng nè. Rồi con này em bán 650 thôi nha, thụy sĩ nha, xì quá switch thụy sĩ 650k mã T56. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nha nha.